bởi cái con thú cầu vàng mà có cái độc tính rất là mạnh và thậm chí có thể gây ra cái tình trạng nguy cơ nhiễm khuẩn huyết rất là cao, gây ra tình trạng tử vong. Xin chào các bạn, mình là bác sĩ Đoàn Dung đến từ phòng khám Tuệ Y Đường. Ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về căn bệnh ngoài da, đó là viêm da mủ hay còn có tên gọi khác là viêm da nhiễm khuẩn. Bệnh này thường hay gặp ở cái đối tượng là trẻ em và những người có hệ miễn dịch kém. Vậy thì bệnh này sẽ có những cái nguyên nhân, triệu chứng và cách điều trị như thế nào? Mời các bạn cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Vậy thì viêm da mủ là gì? Viêm da mủ còn có cái tên gọi là viêm da nhiễm khuẩn, do vi khuẩn tấn công vào cơ thể chúng ta mà gây ra những cái nốt mủ nhọt ở trên da. Bình thường thì cơ thể của chúng ta có một cái làn da ở bên ngoài có diện tích lớn nhất của toàn bộ cơ thể, có cái tác dụng là bao bọc bảo vệ cơ thể trước những cái tác nhân có hại từ môi trường bên ngoài. Nhưng bởi vì một cái lý do nào đó làm cho cái sức đề kháng da của chúng ta giảm cái khả năng chống đỡ và bảo vệ, đồng thời là việc mà chúng ta thường xuyên tiếp xúc với những yếu tố gây hại từ môi trường bên ngoài sẽ làm cho các loại vi khuẩn dễ dàng tấn công vào cơ thể và gây ra những triệu chứng ở ngoài da. Bất cứ ai trong chúng ta đều có thể bị ở bệnh viêm da nhiễm khuẩn này. Nếu như ở mức độ nhẹ thì chúng ta điều trị ngay thì không ảnh hưởng vấn đề gì cả. Tuy nhiên, nếu như mà chúng ta không điều trị hoặc là điều trị không đúng cách, làm cho tình trạng lan rộng, thậm chí là sẽ nguy hiểm tới tính mạng và sức khỏe của mỗi người. Vậy thì nguyên nhân gây ra tình trạng này là gì? Nguyên nhân chủ yếu là do hai cái con vi khuẩn là liên cầu khuẩn và tụ cầu vàng gây ra. Và cái con này nó có thể thâm nhập vào cơ thể thông qua các yếu tố và nguy cơ thuận lợi. Thứ nhất đó là cái sức bảo vệ cơ thể của chúng ta giảm. Và thứ hai đó là làm tăng các yếu tố tấn công. Đối với các cái yếu tố mà làm cho sức bảo vệ giảm, thứ nhất đó là ở những người mà đang mắc những cái bệnh suy giảm miễn dịch, mắc các bệnh lý nền như là tiểu đường hay là viêm da cơ địa, và không bổ sung các cái chất dinh dưỡng tăng cường cái sức đề kháng thường xuyên, những người mà thiếu dinh dưỡng. Và thứ hai đó là yếu tố tấn công tăng, đó là chúng ta không có cái thói quen là vệ sinh da sạch sẽ và thường xuyên làm việc tiếp xúc với những yếu tố hóa chất độc hại, những cái hóa chất tẩy rửa công nghiệp mạnh, thì từ đó sẽ làm dễ dàng các cái yếu tố hai cái con vi khuẩn này sẽ tấn công vào cơ thể chúng ta và gây ra tình trạng viêm da. Vậy thì các triệu chứng của cái bệnh viêm da vi khuẩn hay viêm da mủ này là gì? Thì chúng ta sẽ chia làm hai dạng. Thứ nhất đó là viêm da do liên cầu khuẩn gây ra. Trong trường hợp bệnh nhân bị liên cầu khuẩn gây ra thì nó sẽ hay bị ở những người mà có cái tuyến mồ hôi hoạt động mạnh mẽ. Thì cái tình trạng bệnh này sẽ hay gặp ở những vị trí như là vùng nếp gấp cổ này, ở khuyêu tay, ở vùng nách, vùng bẹn, vùng mông, vân vân. Và khi bị bệnh này thì bệnh nhân sẽ có hiện tượng là da tấy đỏ, rỉ dịch, có khi thì chảy nước hay là chảy mủ, vô cùng là khó chịu. Thứ hai đó là bệnh chốc. Bệnh chốc cũng là một trong những cái bệnh mà viêm da nhiễm khuẩn thường gặp. Bệnh này thì thường là do con liên cầu kết hợp cùng với tụ cầu vàng gây ra. Bệnh thì có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể như là đầu, mặt, cổ, chân tay, vân vân. Và khi mới bị thì trên da sẽ xuất hiện những cái bọng nước nhỏ và chứa dịch trong. Dần dần thì những cái dịch trong này sẽ hóa đặc hơn và thành hóa thành mủ và nó sẽ vỡ ra. Khi vỡ ra thì tạo thành những cái vết trợt ở trên da kèm theo cái hiện tượng là tấy đỏ da. Và bệnh này nếu như mà không điều trị đúng cách thì nó có thể vỡ ra và lan rộng ra những cái vùng da xung quanh. Tiếp theo đó là viêm da do tụ cầu khuẩn. Thì tụ cầu khuẩn thường sẽ tấn công vào các vị trí năng lông và gây ra tình trạng là viêm năng lông nông và viêm năng lông sâu. Và khi mới bị thì trên da có thể là tại những cái vị trí năng lông đó sẽ xuất hiện cái tình trạng nóng đỏ, sưng, đấy là tình trạng viêm, và sẽ dần dần xuất hiện những cái mụn mủ, mụn viêm ở trên đó, khiến cho da trở nên thô ráp, sần sùi, ngứa ngáy, rất là khó chịu. Và tình trạng này thường kéo dài dai dẳng và người bệnh khi mới phát hiện thì chúng ta nên điều trị sớm kịp thời để tránh cho cái tình trạng khó điều trị xảy ra. Tiếp theo đó là nhọt ổ gà. Thì tụ cầu khuẩn không chỉ gây ra cái tình trạng ở vùng nang lông mà nó có thể tấn công vào những cái tuyến ống mồ hôi và gây ra tình trạng đau nhức vô cùng khó chịu, và thường xảy ra ở vùng nách. Thì trên vùng nách tụ cầu khuẩn sẽ tấn công vào những cái nang lông sâu, những cái lớp hạ bì ở dưới da và tạo thành những cái ổ mụn nhọt, ban đầu thì có thể cứng chắc, dần dần mềm ra và vỡ ra những cái dịch mủ rất là khó chịu, khiến cho người bệnh đau nhức. Do vậy khi mà mới bị thì chúng ta cũng cần phải điều trị sớm, tránh cho trường hợp mà bệnh nhân có thể bội nhiễm hoặc là kèm theo các triệu chứng toàn thân như là sốt, khó chịu. Tiếp theo đó là mụn đinh nhọt.
thì đây là tình trạng viêm da nhiễm khuẩn mà có cái kích thước to, gây ra cái cảm giác đau nhức, khó chịu và thậm chí là phát sốt. Và với cái tình trạng này thì thường hay gặp ở những người già hoặc là những người mà có cái sức đề kháng suy giảm, như những người mà thường xuyên sử dụng bia rượu hay là những người có bệnh lý nền như là tiểu đường vân vân. Và tùy ở những vị trí khác nhau mà nó sẽ có những cái tên gọi khác nhau, như là đằng đằng này, hay là đinh dâu, hay là nhọt đinh. Và đây là tình trạng mà gây ra bởi cái con tụ cầu vàng mà có cái độc tính rất là mạnh và thậm chí có thể gây ra cái tình trạng nguy cơ nhiễm khuẩn huyết rất là cao, gây ra tình trạng tử vong. Do vậy mà bệnh nhân chúng ta cần phải rất là lưu tâm và xử lý sớm cái tình trạng này. Vậy thì khi bị mắc viêm da mủ thì chúng ta sẽ điều trị như thế nào? Thì các bác sĩ sẽ căn cứ vào nguyên nhân cũng như là mức độ của tình trạng bệnh mà sẽ có những cái phương pháp điều trị khác nhau. Nhưng chủ yếu là chúng ta sẽ phải sử dụng kháng sinh kết hợp với lại một số nhóm thuốc khác. Thứ nhất đó là thuốc kháng sinh thì sẽ có cái tác dụng là tiêu diệt cũng như là ức chế các cái loại vi khuẩn nhằm hạn chế cái sự tấn công của nó trên cơ thể của chúng ta. Thứ hai đó là các loại dung dịch sát khuẩn có cái tác dụng làm sạch bề mặt ở trên da, thì có thể sử dụng các loại như là dung dịch Zarit hay là thuốc tím vân vân. Tiếp theo đó là sử dụng các thuốc bôi có chứa thành phần corticoid. Đây là một cái nhóm thuốc mà có cái hoạt tính chống viêm rất là mạnh, có cái tác dụng là làm giảm đau, giảm sưng cũng như là làm dịu cái cảm giác ở trên da của người bệnh. Tiếp theo nữa đó là nhóm cái điều hòa miễn dịch cũng như là nâng cao cái sức đề kháng của người bệnh lên. Thì với các nhóm thuốc này thì bác sĩ có thể là sử dụng thuốc đường uống hoặc là đường bôi tùy vào tình trạng của từng người bệnh khác nhau và sẽ sử dụng thuốc khác nhau. Tiếp theo đó là cái phương pháp điều trị viêm da mủ bằng thuốc đông y. Thì trong đông y, cái tình trạng viêm da mủ đa phần là do bệnh nhân có cái tình trạng là chính khí kém, kèm theo là nhiệt độc cũng như là thất độc tích tụ ở trong cơ thể phát ra bên ngoài thông qua những cái nốt mụn nhọt như vậy. Và để điều trị tình trạng này thì các bác sĩ cũng căn cứ vào cái nguyên nhân cũng như là tình trạng sức khỏe của từng người bệnh mà sẽ có những cái bài thuốc cũng như là sử dụng những vị thuốc phù hợp, sẽ nâng cao chính khí của bệnh nhân lên, đồng thời là thanh nhiệt, giải độc, trừ nùng cho từng người bệnh. Thì để thuận tiện sử dụng thì tại Tuệ Y Đường thì phòng khám cũng đã làm ra những cái bài thuốc vừa là thuốc uống bên trong kết hợp với thuốc lau rửa ở bên ngoài để có hiệu quả cao đối với người bệnh. Thì một số những cái bệnh nhân mà có cái tình trạng viêm da mủ, bác sĩ sẽ để hình ảnh ở đây để các bạn cùng theo dõi. Vâng, trên đây là một số những chia sẻ về căn bệnh viêm da mủ. Nếu như các bạn còn bất kỳ những thắc mắc gì về căn bệnh này thì có thể liên hệ trực tiếp tới phòng khám Tuệ Y Đường qua số hotline là 0789 502 555 hoặc để lại bình luận dưới video này. Một lần nữa thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo của phòng khám Đông Y Tuệ Y Đường.